Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long được ví là vựa trái cây của cả nước. Riêng cây sầu riêng thì toàn vùng đã có tới gần 15.000 ha, tỉnh nhiều nhất là Tiền Giang với hơn 9.000 ha, Bến Tre là hơn 3.500 ha, Vĩnh Long trên 1.000 ha và Cần Thơ là trên 700 ha. Thời gian gần đây thì để tránh thừa hàng dội chợ thì nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long, bà con đã áp dụng biện pháp canh tác nghịch vụ, giãn vụ đối với nhiều loại trái cây. Đang là đầu vụ nghịch trái sầu riêng, giá sầu riêng nhiều nơi tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tăng vọt lên mức 70.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 20.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Các thương lái cho biết là thị trường chủ yếu của sầu riêng trái vụ là Trung Quốc. Một số nhà vườn trái cây tại huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang cho biết năm nay đang lúc sầu riêng trổ bông, đậu trái non thì gặp lúc mưa nhiều nên trái rụng làm giảm năng suất, sản lượng thấp. Do khan hàng giá tăng rất mạnh, hiện đã lên tới 70.000 đồng 1 kg, mua xô, trừ thuốc, phân, công lao động khoảng 30.000 đồng. Nông dân còn lời lãi tới 40.000 đồng 1 kg. Với mỗi công sầu riêng 1.000 m2, sản lượng từ 2 tới 3 tấn, nông dân đang lãi cả 100 triệu đồng vụ nghịch. Để gọi là thưởng thức sầu riêng chín cây thì đây là một cái điều không hề dễ dàng một chút nào. Sầu riêng chín cây thì quý vị có biết không, rất là thơm, là ngon. Ngon hơn rất nhiều lần so với sầu riêng thông thường của chúng ta tự ăn. Và hiện giờ thì đã có một cái thương hiệu sầu riêng chín cây do một thanh niên có tên là Hà Duy Trung tạo ra. Những cái trái sầu riêng chín cây của anh bán đắt gấp 2 đến 3 lần giá sầu riêng thông thường ạ. Nhưng mà khách hàng luôn tìm đến đây chờ đợi để được thưởng thức. Vậy thì sầu riêng chín cây có điều gì đặc biệt từ cái phương thức trồng nè, thu hoạch cho đến cách thưởng thức? Mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ ngay sau đây nha. Cửa hàng sầu riêng chín phẻ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 1 kg sầu riêng ở đây có giá 200.000 đồng, gấp đôi so với giá trung bình của thị trường. Thế nhưng cửa hàng vẫn luôn tấp nập khách ra vào. Điều đặc biệt ở cửa hàng này đó là sầu riêng tại đây hoàn toàn chín tự nhiên. Cái hương vị nó cũng khác mà khi mà nó cái mùi của nó tiết ra cũng khác nữa. Mình ăn thì càng ăn mình càng thấy nó nhớ mãi. Anh Hà Duy Trung là chủ thương hiệu sầu riêng chín cây chín phẻ. Năm 2016, anh Trung quyết định trở về từ Singapore để hiện thực ý tưởng tìm và cung cấp sầu riêng chín tự nhiên của Việt Nam. Mình mà trong mình nhớ là ở Việt Nam chỉ có 60.000 một ký, mà ở đây người ta 600.000. Thì mình nghĩ là mà Việt Nam mình thì lại có thế mạnh về cái trái cây. Những cây cho trái sầu riêng chín tự nhiên phải là cây từ 9 tuổi rưỡi trở lên. Trái phải để trên cây cho tới khi đạt độ chín tới 90% mới được thu hái. Thế nhưng sầu riêng chín cây lại rất khó kiểm soát chất lượng. Thu hái không đúng cách sẽ khiến tỷ lệ hỏng lên tới 30-40%. Khi mà cái chất lượng trái sầu riêng á, chuyển sang chín tự nhiên á, nó khó kiểm soát như vậy thì thực ra mình cũng rất là có những lúc mình rất là hoang mang. Khi sầu riêng chín tự nhiên cần có kỹ thuật cắt trái đặc biệt. Người hái phải biết phân biệt đâu là trái đã chín đạt yêu cầu. Bình thường người ta cắt mà hay cắt cho những cái mối lái cũ về cái để xuất cái hàng đi Trung Quốc hay là hàng cắt non thì họ rất là dễ để làm, còn của mình nó rất là khó. Tiếng gõ trở thành dấu hiệu nhận biết sầu riêng chín. Một cây thường cho hơn 20 trái. Nhưng các trái này không chín đồng loạt, thợ hái phải kiểm tra từng trái trên cây. Phải cắt rất là nhiều lần, có nghĩa là thậm chí là trung bình khoảng 5 lần. Còn thậm chí có những cái vườn mà nó lên cơm chậm là phải kéo dài tới cả 7-8 lần. Có nghĩa là cứ 2 ngày, 3 ngày lại leo lên cây, xong đi kiểm tra từng chọn chỉ một cái cây, nhiều khi 7-80 trái. Nhưng mà một người thợ cắt họ leo lên, họ xuống. Họ chỉ cắt được có 2-3 trái. Sự kỳ công đã mang lại những trái sầu riêng chín cây chất lượng với hương thơm, vị ngọt khiến người ăn mãi không quên. Cái thành quả đạt được thì thực ra khi mà mình ngồi nhớ lại thì gần như mình quên hết những cái khó khăn này. Gần như những cái khó khăn mình cảm thấy nó mình không thấy nữa. Đó, mình thấy được cái chỉ nhìn cái thành quả mà nó tạo cái sự hứng khởi cho mình để mình tiếp tục. Hiện mỗi tháng sầu riêng chín phẻ bán ra thị trường gần 50 tấn,
tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.